Mới hát xong cái đầu rối rối, không có lược, không có lược ở đây. Đó là bù xù. Hello. Oh. Rồi mới chiếu cái đông quá ta. Hello, hello. Hello, 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 hello. Ủa cưng Trúc à, ủa chuẩn bị lên kể cưng chứ nói chi vậy? Trời sống lên cho tôi bất ngờ đi, nói chi vậy? Chán đời quá. Quẹo lửa, quẹo lửa ơi, quẹo lửa đi. Thay thêm ơi. Mọi người đang làm gì? Ở đây rất nóng. Bên mọi người có nóng không? Lâu quá không gặp. Hello. Tiên đang đi hát. Mới về sáng qua đi lụi. Mới về sáng xong rồi. Giờ đang ở đâu là? Hôm nay chị ốm hả? Phải không? Ốm không? Chị cũng bình thường. Nói chứ chừng nào lên vậy? Hello anh Lợi. Anh khỏe không? Hôm nay mình livestream là bởi vì lâu lắm. Cái thứ nhất. Và cái thứ hai là mình mới hát xong nên mình rất là rảnh, thì mình livestream. Ngồi xa mình live. Thời tiết ở đây rất rất là nóng. Rất là nắng. Hello Triệu Vi. Hai em Quốc. Hello chị Nguyễn Nguyễn. Chị Nguyễn giờ này khỏe không chị? Cảm ơn em Di, cảm ơn Đào. Em không biết em đang đâu nữa. Em giống như là không biết, tại vì kêu mỗi lần mà đi phải báo lịch là quên hả, hát chung biết đây đâu. Nghệ sĩ trong tháp đang xem. Anh Lợi khỏe không? Anh Lê Thảo. Biết đang đâu. Cũng ở gần, khá gần Sài Gòn. Cái Sài Gòn đang hát ở. Mình hỏi nữa không biết đâu. Ồ, Châu luôn. Chị Phụng sắp lấy chồng hả chị Phụng? Chị Phụng. Chị Nguyễn Thị Bích Phụng. Hello bà Trung. Quốc Tung. Bà nhớ bữa qua make up cho tôi nha bà Trung. Bỏ tôi là tôi giận mà luôn á. Hôm nay trời rất nóng. Trời quá. Thành ra chui vô xe ngồi cho nó mát. Hello anh Cường. Ồ, lâu quá không gặp anh. Anh khỏe không? Trần Tho. Ồ, người yêu vô kìa. Hằng ơi, chúc em đẹp. Em ghệ vô. Em xem hai nick luôn. Ai? Hát cái gì ta? Ra sẽ tối tiên ra có ra sẽ ra quay MV mới, mọi người nhớ đón xem nha. No không, no không, no không.
bài hát mới. Hỏi thiệt nha, nếu bây giờ giữa một vài mà R&B và một vài ballad buồn, mọi người muốn nghe bài nào trước? Muốn cho ra mắt bài nào trước ta? Suy nghĩ kỹ đi trả lời. Nhớ FC tối ngày nhớ nhung, nhớ nhung, nhung nhung nhung. Hôm qua mấy người mới làm gì? Đi qua mà không báo. Mấy nhân vật đó nãy giờ tôi chưa thấy vô. Qua ai đem bông đem gấu qua nhà tôi tặng tôi? Giơ tay lên. Thích quá à. Gloria Nguyễn. Ballad hả? Cả hai luôn hả? Thôi chỉ một bài trước. Ra từ từ. Nhớ câu gì? Ra à, nói chung là vậy là mọi người là ra bài nào cũng được hả? Để mà mọi người cũng hộ cho mình là được. Ok. Về đi em, nắng lắm. Kẹt xe rồi. Ở đâu kẹt xe? Bao giờ idol ra Hà Nội biểu diễn? Mới ra mà. Hôm qua xong. Hôm qua xong mới về sáng à, chắc là có thể là vài bữa nữa ra nữa. Từ đây tới cuối tháng. Chắc là cuối tháng ra. Giờ hỏi là mình cũng không có nhớ. Họ quản lý. Cảm ơn Hồng Gấm. Em đẹp. Ok, vậy thì bài nào trước cũng được. Tôi quyết định phô mấy người nhóm họ tôi nha. Cần được. À, à, cần. À, đây là cần được hả? Anh mới gặp em trọng ra. Ồ. Hằng ơi, qua đi ăn chè Hằng ơi. Qua đây đi. Vậy qua rước em đi ăn chè nghe ơi. Có ra Hà Nội khi nào gặp được bớt mới ra Hà Nội gì à, hồi sáng à, thấy chị bớt là con gái của đẹp. Cảm ơn. Yêu cầu khi nào mới chắc khoảng một hai chị đang ở Cần Đước bao năm qua dù dù xa anh nhưng tôi vẫn nhớ nhớ con đường nắng u buồn dìu nhau đi tìm dặm bóng mát lòng bâng khuâng nghĩ chuyện vu vơ tôi vẫn nhớ nhớ đêm hẹn hò bên trăng sao từng câu nói yêu đương ngọt ngào ta 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 tăng 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 tăng. Tôi vẫn sẽ trong mộng quá. Như đó được khúc thôi cho ghi rồi mình mạng mình kiếm mình nghe giờ sẽ hát chờ tụi Đạo Ngân ngày không chờ tụi chờ tủ mộng phải sao ta ngồi bên nhau nghe nước trôi qua cầu in hình bóng đôi đầu trong
Tôi đang mượn tập lên thợ của Bằng Nam livestream thổi hoài bực bội. Chết rồi, bây giờ sao ta? Thi ơi, lâu không gặp Thi. Đâu có ưa Thi đâu, Thi đâu, ai nhọn gió nào thổi Thi vô đây vậy? Thi, đi ra Hoàng Thi. Đi chỗ khác đi, tôi đâu có ưa không? Anh đã, hôm nay em không có, gì để em kiếm cái gì em sửa coi. Kiếm nhạc gì, bài gì để cho Thi làm à, chỉnh lại, cắt bớt khúc. Để chút em gọi. Nhắn riêng buồn quá mà phải không? Quá buồn luôn. Không ai làm phiền buồn. Đang hát mà có điện thoại nữa. Tụt mốt. Mất hứng. Hoài hả? Đợi tôi 30 giây lại có điện thoại. Có điện thoại nữa. Cảm ơn các bạn đã chờ đợi. Cảm ơn các bạn đã không bỏ tôi đi. Ô 300 mấy người bây giờ tụt xuống còn 300 mấy người. Tôi đâu quay trở lại rồi. Có điện thoại. Sài Gòn chưa, chị mới về sáng, bây giờ chị đang ở Cần Đước. Cảm ơn Hoa và Gấu của các em yêu đã qua làm bất ngờ cho chị. Chị rất là thích, bởi vì chỉ có fan là làm cho chị bất ngờ, hạnh phúc. Nhưng mà rất là buồn, tại vì không có nhận trực tiếp. Rất là bị hụt, buồn, rất là buồn. Chúc về ôm cái đó ra chị vào. Hello anh. Hello đại bàng, Lưu Minh Tuấn. Cảm ơn anh. Đẹp gái đẹp gái. Cảm ơn anh đẹp trai. Cà phê đi, đi ăn đi. Tung tăng đi. Hãy vô chỗ hát cho em tưởng ly này nè. Ăn. Giờ ăn. Tiên không có nhà, Tiên ở ké không à? Ở nhà Tiên chi? Em hát ở nước. Hôm nay bữa trước đó, em gọi để kiếm anh với lại ông Nam mà không được. Anh xài số nào vậy anh đại bàng? Gọi mời đi chung mà không có gọi được. Nói chung mình ăn chống đói thôi chứ cũng bình thường. Hello em. Người sáng mà phải không? Tính mở nhạc, bắt nhạc qua bắn qua Bluetooth mà giờ đang stream mà tiếng nhắn tìm được. Nam biệt xứ. Ờ à, bà Nam đi theo chồng rồi. Đi theo chồng rồi, bà bỏ cuộc chơi rồi. Ok, ok, ok anh. Giờ để ở đâu ta?
Bây giờ mình sẽ để trứng trứng không ta? Nghiên cứu coi. Hôm qua mọi người lên lên qua đó. Hôm qua là có bao nhiêu người tới đem gấu với hoa tới vậy? Tiên với Thảo là ai nữa? Hello anh trai, chân tình. Một cái tên rất là chân, một cái tên rất là ấn tượng. Ta cách xa nhau rồi hơn mười mấy năm trời. Ôi khung trời tuổi thơ cũng mong sáng người xưa. Mãi mãi không còn nữa trong nhịp đời chơi vơi. Ôi tháng năm đã xa mãi dần tuổi thơ. Con đang live stream. Là chim hả? Dạ. Được không? Mày ca xong chưa la? Dạ chưa. Chưa hả? Chưa. Sao nghe nó hát được kìa? Không biết. Sao không, mát không? Dạ má. Mát mừng, trời ơi. Đi vô chổng ngồi đi, trời ơi, nóng giả mang. Ta hình như bích nổi hình như nóng khủng khiếp. Ai vậy? Mai Lâm, lâu không thấy em về Bắc Ninh hả? Dạ. Hy vọng là đủ duyên để trở lại. Hôm qua em cũng mới ra Hà Nội nhưng mà chứ em có ra Bắc Ninh chưa. Đủ duyên thì ra. Cho em gửi lời thăm cả nhà nha, cho sư huynh chân tình. Hello Idol, nhà hát bài Phố Hoa. Không quý biết. Để tăng lượt xem nữa đi rồi tôi hát. Bốn đứa ngồi đó đợi. Ngồi đâu em? Quan giả con á, khán giả bốn em á chú à gạo. Ở Tây Ninh xong rồi đem hoa với lại gấu tới làm bất ngờ bốn đứa mà không có nhà. Con thì thích, rất là thích surprise vậy đó mà hả, lần nào làm cũng bị hụt hết trơn. Có không? Ờ, đem gấu có đem hoa tới nhưng mà con không có nhà. Đem gấu tới không có nhà rồi mà bà đại ca bà vui lắm. Ủa sao con không kêu đại ca đấy? Rồi bà còn nói con ở nhà nữa mà con không vậy đó. Mà bà ừ, đại ca khó đường đỡ bà ghê nha. Ngán bà luôn á. Chứ trong khi nhà ai cũng biết có một người. Người, con người đúng là con sợ luôn á. Con sợ đại ca luôn á. Nể luôn. Không giấu được không? Mà không giấu đại ca được. Không có, ý là đại ca muốn nói gì nói. Không có, không cần biết cái tình hình ra sao. Không biết tình hình ra sao, biết gì đâu nó bây giờ. Mà giờ đâu dám nói gì chỉ. Đâu ai dám nói. Nói ra mới công. Tức muốn chứ. Đại ca không biết giờ nói không. Bởi vậy. Cái xong mấy nhỏ, mấy làm mấy đứa nhỏ nó đứng đợi 3 tiếng hồ. Trời nghiệp vậy. Dạ. Nắng. Trong khi người ta đi mà ai cũng biết. Ba tội nghiệp không, bốn đứa là trong bốn em trong FC đeo vòng. Sáng chị về chị thấy rồi, chút về chị live stream rồi. Lúc trước vô mỗi lần con mà ai mà tại vì nhà con hay làm bất ngờ người khác vậy đó. Mỗi lần tới con là bị hố à, tới con mà ai làm con là bị hụt hết à. Bữa sinh nhật con cái ba con cũng làm, kể cho mọi người nghe luôn nha, cái trời không hiểu tại sao luôn á. Bữa cái sinh nhật xong rồi con mới ước là con ước gì cái nguyên cái phòng của con nó là màu hồng á. Màu hồng hết hả? Dạ. Tại sao không nói nó làm sẵn nha? Có rồi, được rồi mà ba con làm cho con à. Đó cái xong bữa có con mới đi Mỹ về đấy là
cái xong mà làm bất ngờ á, tại vì trong nhà con không nói là từ trên dưới là ai con cũng hả tiên cũng làm mọi người có cái surprise, ai cũng vui á, mà cái xong mình mới thắc mắc ủa sao ai cũng có mà sao có mình không có à? Đấy rồi ba mới dạy cái con, ba biết thích cái phòng nguyên phòng màu hồng vậy đó, rồi ba mới làm cho con surprise. Trước đó cái ngày về cái con đang bên Mỹ, ba con đi về trước, rồi cái mẹ con, ba con nói với mẹ thì ba con giấu, cái mẹ con tự nhiên đi nói với con, ê mẹ nói cho mày nghe cái này, mẹ nói con nghe cái này, con đừng nói cho ba nghe nha, ba mày làm cái phòng cho mày màu hồng á, đó, nó làm bí mật á, đi về á con đừng có con nhớ bất ngờ nha, bó tay luôn. Trời ơi, mới nói xong chị ra. Rồi nào hố đó bà tèo, cái bạn có biết thôi, nhưng mà vậy cũng không, mà hôm qua mà cũng được rồi, để mới thấy sáng rồi, bông đẹp và gấu đẹp, bông đem chị đem cúng rồi, cho hoa của chúng ta sẽ có ý nghĩa hơn, đem lên bàn thờ chị cúng, cảm ơn nha Sang, cảm ơn anh Tiên với Sang với Thảo hả? Rồi Nhi hả? Bông hồng trắng, đúng không? Trắng hồng hồng. 22 cây. Qua chị đếm mà, 22 cây. Rất là đẹp. Sáng chị đếm cho lộn. Hôm qua đem qua là 3 tiếng hả? Rồi xong mọi người đi đâu? Qua có Sang đi á hả? Có anh Sang đi nữa hả anh Sang? Sáng chị mới đem lên chị cúng nè. Chị đem lên bàn thờ á. Gọi hello bẹp lê, liên hệ chủ nợ nói chuyện chơi nè, tao rồi nè, yêu cầu nóng luôn đó, qua hậu lên, ây da nóng ơi là nóng đây. Mẹ con đang livestream à, mẹ chào đi. Xin trẻ, hello, chào mừng Tiên, con khỏe không? Dạ khỏe. Cô khỏe không? Ai? Cô Linh trẻ, hay nói là Lệ Thủy. Linh trẻ ở chung với lại sư phụ của Kim Long á. Ờ, vậy hả? Bên Mỹ hả? Nó, Kim Tiểu Long, cái cô ready chung với lại Kim Tiểu Long. Cô Lệ Thủy hả? Đó, con nói đó. À, cô à. Con chào cô, mấy bạn chào mẹ. Hi, chào tất cả. Có con trai út của mẹ. Chào, hello chị mẹ. Có người sợ gặp boss, ai sợ gặp tôi? Làm gì đâu sợ. Dễ thương quá mà. Chào con. Đang chào rất Quỳnh nữa, chào con. À, chào nè. Đây nè. Bẹp lê hả? Bẹp lê. Bẹp lê, chào, chào con, cảm ơn con. Đi chúc tiên, cô đẹp. Cảm ơn. Đi chúc tiên là mấy bé hôm qua mà đều đi qua nhà. Bà Tư nói con ngủ với chồng á, rồi là mấy nhỏ đứng đợi con 3 tiếng một chút. Lộn, không biết. Không biết đi, Tư không biết. Không, mà Tư vậy đó, cưng cứ thấy quen dần cái điều đó. Mà đừng có nghe lời Tư, nói trước. Mấy người hay quá à. Biết nhà người ta luôn. Chị Tiên cô kia. Hello Đam, cảm ơn em. Nguyễn Trung Hiếu, chào cô kìa. Chào Trung Hiếu.
Hồng Ngọc. Chào Hồng Ngọc, chào Đỗ Bích. Hay đã biết. Chờ chàng chào Ngọc Linh, chào Ngọc Linh đang xem hát cho chàng chào. Chủ nợ vô. Chào Châu Bảo, Châu Bảo. Hot girl, Châu Bảo. Ý hot, hot boy rồi nó hot girl. Rút kinh nghiệm rồi nhưng mà tư dễ thương em, nhưng mà có những cái chuyện mà thương đâu bình thường. Nó thẳng là vậy luôn á cưng. Nói chung thì người tánh á cưng, hiểu không, mình phải thông cảm, mình phải từ, nói chung là từ bi lắm á mới ở được cái tư á cưng, hiểu không. Anh cho Thanh hát rồi. Cho Thanh đang hát, còn hát. Chào bạn của tôi, bạn sinh hoạt nào bạn của tôi này. Hãy sống theo thời gian. Hãy sống theo nhau. Thời gian bạn muốn. Hát đặc biệt xem tôi làm bạn có can đảm lớp. Cảm ơn bạn. Bên kia. Gọi chọc chọc Linh vô đen chi chị. Ủa quen không? Đâu thân đâu. Hát đám cưới. Cưới lớn. Chồng Mai vậy phải không? Chồng Mai. Của chồng Mai đó hả? Đang xem kìa. Đang đi tiệc cưới người nhà. Dạ này sao đám cưới nhiều quá trời. Trong nhà có như là cưới hết. Ôi rồi ơi, đó. Ơi, nó nóng còn quá trên đó mà này, em ơi. Ngồi đổ mồ hôi. Không chịu nổi luôn, chạy ra. Quá. Thì nó hát xong nó chạy ra chứ. Mình đợi em kia hát à, rồi sắp đám cưới thêm một người em mới. Trước khi xa, ở nhà sáng có thêm một cái thiệp đám cưới. Con có Phước. Chú Thọ, hello chú Thọ. Con còn đây không? Chú Thọ còn đây không? Đi phạm mình như là anh Thảo rồi. Yes. Trời ơi, nó nóng quá, nó khùng luôn. Anh chú Thọ hỏi anh chị ba khỏe không? Khỏe thôi, em còn đây không? Khỏe. Mẹ con hỏi chú còn hey, đây Thọ. Không? Thọ còn đây không? Hay về Mỹ rồi. Còn tổ chức cái tiệc gì đó mà. Chú Thọ còn ở đây. Chờ vợ đi luôn chứ. Mấy trăm mấy chục người đang xem. Này đại gia dữ không? Đi không? Đại gia. Xe không? Xe dữ không? Xe. Đi với đại gia. Xe độ không? Biết. Anh đâu xe, đúng rồi. Con thích lấy sệt. Mẹ mua con chứ lấy sệt. Lấy xe hả? Dạ lấy sệt đấy chú. Lấy xe đấy chú. Con này dám lái không? Con à, trời ơi. Con sợ gì? Con sợ ai? Ừ. Mỹ không còn dám lái. Con lái mình đành để chị, có chị con là dám để cho con lái thôi. Nhưng mà không có lái ra đường thôi. Không có lái ra ngoài. Lái vòng lại thôi chứ không có đi, ba không có cho lái. Con mà đi xa là lái gì? Con đúng rồi, đâu cho lái. Lái con qua Mỹ ở đây lái, đi qua Mỹ mình tự mình lái chứ Mỹ ngày mà rảnh đi chở mình đi. Sệt trắng nó mới đẹp, nó mới sang. Còn giờ lắm thì lao màu đen cũng vậy, màu đen cũng dơ kìa. Sức lao con đâu lao bỏ gì người ta lao. Trời đất ở đây vậy mà đừng, nó thầu hết cái đất ở Bình Chánh nè. Hai đứa đó đó. Mùa hết hả?
Ba vô em phỏng vấn rồi, còn chờ bác bo cho con em. Vợ chú Thọ phỏng vấn rồi. Đậu chưa chú? Đậu chưa chú? Thì nó đậu rồi, tổ chức cái tiệc linh đình lắm phải không? Harley Thọ tổ chức cái tiệc chắc 4 tỷ. Harley Thọ. Ờ mua chiếc chạy chơi này cưng, chị đang đợi xin tiền mua nè. Chưa có ngày đi, em sẽ lên và chưa có ngày đi hả? Chừng có ngày đi. Khỏe khi nào gặp tiên nha em. Ok chú Thọ, good luck, good luck. Con đợi tin nhá. Con đợi chú gọi. Chị Ba và anh Ba khỏe hả? Khi nào Ngọc Tiên về bên Mỹ vậy? Cô Linh trẻ. Con thì con thích đi thì con đi à. Con không, con chắc chưa đâu, chắc tháng 2 tháng. Tại vì con còn số đây. Con tiếc nuối, con phải thêm cho nên con chưa có đi. Rồi chắc tháng 8. Tháng 8 á. Mình cho bảo về hè này chơi xong đi luôn. Tiền chị đâu có đại gia, chị đâu có tiền. Chuyện tiền chị chỉ là con nít ngày nào chị cũng xin mẹ chị 20 ngàn để ăn sáng. Không tiền. Cái bảo, ủa Trọc Linh đâu rồi ta? Sao im re vậy? Gọi Châu Linh. Ủa tiếng không chi là con nít thôi, buồn là khóc hay vui là cười cười. Làm gì tiền cuộc đời, chị Linh ở bên Mỹ. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Có chồng chưa em? Chưa, chưa có bồ, không có chồng. Chưa, em chưa có chồng. Đâu để gọi ta. Cảm ơn chú Thọ. Bảo đâu rồi? Bảo bắn tim rồi, gọi qua coi. Gọi cho Bảo coi.